Nếu bạn đang không biết làm gì với cuộc đời mình, hãy xem video này. Sưu tầm và thực hiện audio, Phúc Thành. Chủ đề, bí quyết thành công. Xuất bản, tháng 6 năm 2020. Ngay bây giờ, bạn cũng không thể biết được điều gì sẽ làm cho mình cảm thấy hạnh phúc trong 5 năm tới. Nhưng chắc chắn bạn biết lúc này điều gì làm cho bạn thấy vui, và nếu bạn cảm thấy không vui với cuộc sống hiện tại, vậy thì đã đến lúc bạn cần thay đổi rồi đó. Khi những đứa con của tôi dự tính theo học đại học và theo đuổi công việc tương lai của chúng, tôi thường nói với chúng rằng cứ học đi. Học những môn con yêu thích hoặc thấy hứng thú, và nếu như con không thích lớp học đó hay bất cứ cái gì đại loại như thế, hãy gạch nó ra khỏi danh sách. Cuộc sống vốn là thử nghiệm mọi thứ và nhận ra những điều mà bạn không muốn trở nên như vậy khi bạn trưởng thành. Tôi đã thử làm giáo viên dạy thay trong một năm để thử xem liệu tôi có muốn trở thành cô giáo không. Tôi đã rất thích khoảng thời gian đó, nhưng sau khi nói chuyện với những giáo viên khác và làm công việc của họ trong một năm trời, tôi nhận ra rằng đó không phải là công việc dành cho tôi. 1. Đừng nghĩ mình có thể vẽ ra tương lai. Hãy nhớ rằng bạn chẳng phải nhà tiên tri để biết trước được điều gì sẽ xảy ra. Cuộc đời đầy rẫy những biến cố thú vị, nhưng nếu chúng ta kiên trì theo đuổi những điều mà chúng ta muốn, dù đó là vì công việc hay sở thích, chắc chắn nó sẽ làm cho cuộc sống thú vị và nhiều niềm vui hơn. 2. Thích nghi với những điều khó chịu. Cuộc sống đôi khi không thoải mái chút nào. Có những lúc chúng ta không có đủ tiền để làm những gì mình muốn. Nếu bạn thực sự rất muốn theo đuổi điều gì đó, thì bạn sẽ phải chung sống với sự khó chịu để thực hiện được điều đó. Thử ví dụ nhé, tôi muốn đi xe trượt tuyết bằng chó kéo đến Iditarod. Để làm được điều đó, tôi phải rời bỏ ngôi nhà ngoại ô xinh đẹp của mình và chuyển cả gia đình đến một căn lều ở Alaska. Chúng tôi sẽ không có nước máy, không có điện thường xuyên, và căn lều thì nhỏ hơn ngôi nhà cũ của chúng tôi rất nhiều. Nhưng chúng tôi không bận tâm với sự thiếu thốn đó, vì chúng tôi được sống ở một nơi rất đẹp và tôi sẽ thực hiện được mơ ước của mình. 3. Cuộc sống là không chắc chắn. Hãy sống với nó. Bế tắc xuất hiện. Tôi nghĩ là tôi đã trải qua tất cả. Tôi có một công việc tuyệt vời, một ngôi nhà xinh đẹp trong rừng. Nhưng rồi một ngày, tôi bị đuổi việc, mất căn nhà mơ ước và bước sang tuổi 40 chỉ trong một tuần. Sau đó tôi phát hiện ra mình có thai. Một tuần đầy những biến cố trớ trêu. Cả ngày, tôi nằm dài trên sofa và tuyệt vọng. Nhưng sau đó tôi nhận ra tôi đã có tất cả để thực hiện mơ ước của mình. Tôi lên kế hoạch đi Alaska. Nếu cuộc đời ném cho bạn một quả chanh, hãy thêm đường và làm món giải khát tuyệt vời. Mỗi điều tồi tệ nào đó ập đến là một cơ hội để thực hiện một điều tuyệt vời hơn. 4. Vượt qua sự sao lãng. Dừng ngay sự trì hoãn. Một sự thật không thể phủ nhận rằng tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Nếu bạn không bắt đầu hành động để theo đuổi những mơ ước của mình, rồi sau này khi nhìn lại bạn sẽ chẳng còn gì ngoài những dòng trang thái trên Facebook. Nếu bạn thực sự nghiêm túc theo đuổi một ước mơ nào đó, dù đó là thiết kế đồ trang sức, chơi lướt ván chuyên nghiệp hay trở thành ông trùm công nghệ máy tính nổi tiếng, tốt hơn hết là hãy thực hiện nó. Hãy bắt đầu những bước đầu tiên. Tắt thông báo Facebook và bắt tay vào công việc của mình. Bạn sẽ không đi đến đâu cả nếu bạn không nghĩ về việc bạn sẽ trở nên tuyệt vời như nào. 5. Dành thời gian cho bản thân. Hãy dành thời gian cho bản thân mình nhiều hơn nữa. Hãy tự hỏi bản thân bạn những câu hỏi lớn, nhỏ khác nhau để hiểu hơn về bản thân mình. Hãy tập thiền. Hãy viết ra những điều bạn quan tâm và những thứ bạn có thể thấy mình làm được nếu tiền và thời gian không phải là vấn đề đối với bạn. Hãy ước mơ lớn. Hãy tĩnh tâm và tưởng tượng bạn đang làm được những điều này. 6. Làm tình nguyện. Nếu bạn có một công việc hay sở thích nào đó, dù là trải chuốt cho chó hay trông giữ sở thú, bạn có thể làm tình nguyện hay công việc giúp đỡ thôi, và xem đó có phải là công việc bạn thực sự yêu thích. Tất cả mơ ước trên đời này đều không tự nó trở thành hiện thực nếu bạn không tự mình thực hiện và bắt tay vào làm. Đôi khi chúng ta nghĩ rằng chúng ta thích một thứ gì đó và thử làm, và sau đó chúng ta mới nhận ra nó là công việc mình muốn làm. Có khi còn gắn kết mình với công việc đó hơn cả mình nghĩ. Điều quan trọng là hãy tự mình trải nghiệm, nghiền ngẫm những trải nghiệm đó trước khi đầu hàng cuộc sống hiện tại để theo đuổi ước mơ. 7. Hãy dành dụm. Nếu bạn cần đi học để theo đuổi một mơ ước mới, rất đáng để làm bất cứ việc gì và dành dụm tiền để giúp bạn thực hiện điều đó. Tôi đã dành nhiều năm gây dựng công việc viết báo và hiệu đính bài viết của mình, và giờ tôi có thể viết và chỉnh sửa báo từ căn phòng nhỏ của tôi. Tôi được trả công và sử dụng số tiền ấy cho đồ dùng và thức ăn để lập nên đội chó kéo xe của tôi. Liệu tôi có muốn kiếm tiền từ việc chạy xe trượt tuyết với đội chó kéo không? Có chứ. Nhưng hiện tại tôi chưa làm được điều đó khi tôi vẫn còn phải đào tạo những chú chó kéo xe của mình. Tôi không có danh tiếng trong việc chạy xe trượt chó kéo, nhưng tôi nổi tiếng trong việc viết báo. Như vậy tôi làm một việc tôi thích và kiếm tiền để chi trả cho việc kia. 8. Đáp lại tiếng gõ cửa. Cơ hội có thể gõ cửa nhà bạn bất cứ lúc nào, nhưng nếu bạn không mở cửa, làm sao bạn giữ được cơ hội đó đây? Bạn phải nắm lấy cơ hội khi chúng xuất hiện. Đôi khi cơ hội không đến đúng lúc, nhưng không hề gì. Cơ hội đến khi nó xuất hiện thôi. Hãy đáp lại tiếng gõ cửa đó, nếu không cơ hội sẽ đi gõ cửa nhà khác đấy.
Điều quan trọng nhất cần nhớ là khi cố gắng xác định bạn sẽ làm gì với cuộc đời mình, và rồi bạn cần hành động vì không có gì tự dung mà có cả. Bạn phải quyết định và thử mọi thứ, kể cả dù bạn có ghét việc đó hay muốn làm điều gì khác. Đến cuối cuộc đời, bạn sẽ không hối tiếc vì đã thử làm điều gì đó và thất bại, nhưng bạn sẽ hối tiếc nếu không dám thử làm gì cả.